chào cha và cô kính chào cộng đoàn và cô kính chào lòng Chúa thương xót. Con kính chào anh, kính chào hết đi. Trước hết là con lên đây được. Thôi, bây giờ được ơn gì chứ mình mà kính chào mãi vậy mới xong. Được ơn gì nói? Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị cái u bã ở lách này mà nó to bằng cái nắm tay của đứa 2 tuổi. Thế là cái năm 2016 thì là con thấy là nó mưng mưng lên. Thì là con mới đi con khám thì bác sĩ nói là con là đường, tiểu đường cao lắm. Thế là bác sĩ đi khám là bác sĩ bảo là cái u này là phải mổ mà đi con cho con đi xét nghiệm thì là lượng đường của nó cao. Thì là bác sĩ bảo giờ mổ là nguy hiểm lắm, mà mổ cũng nguy hiểm mà không mổ cũng nguy hiểm. Thế thì con mới nói bác sĩ là thôi. Thôi cuối cùng sao? Có mổ hay không mổ và được sao? Là cuối cùng thì mổ thì là bác sĩ bảo lần thì là con có mổ thì con nằm con kết quả của con thì con mổ thì con cứ nằm trên bàn mổ con lại cứ lại Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Thì bác sĩ lúc mổ xong bác sĩ bảo là cái này thì cũng đâu khỏi lắm, lượng đường thì đâu khỏi lắm. Thế nhưng mà Chúa ban cho con là đúng chỉ một tuần là con đi tháo chỉ con đi khám lại thì bác sĩ bảo an toàn rồi, ngon lành rồi. Ngon rồi. Tức là thấy là một người tiểu đường mà đi mổ là rất là khó vì máu nó không có đông, rất là khó, mà đây là một cái kỳ tích. Rồi ơn thứ hai. Còn ơn thứ hai thế là con mới cái sang cái năm nay đấy, con bị cái cũng là cái u bã ở cái má của con đây. Thế là nó mới cứ như cái ngón tay này này, xong nó cứ trồi lên thì đi đâu mà anh kinh lắm. Thì con mới đi khám thì bác sĩ bảo lại cái u bã thì bây giờ phải mổ, thì con đi xét nghiệm lại lượng đường cao không mổ được. Thế vì sao xong là con không biết làm nào, đến sáng mai con về con bắt thuê xe ôm đi, con đến lòng thương xót của cha này, cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thế là cứ từ từ dần dần là khỏi, dần dần thì bây giờ con xẹp hết đi rồi. Đấy thì ngon lành rồi, bây giờ thì xẹp hết rồi. Bây giờ cái thứ ba. Còn ơn thứ ba đấy thì cái cháu ngoại của con đấy thì nó 12 tuổi. Thế là cháu là đi 7 năm là bị abidan mà cứ mỗi một tháng là sốt một lần là đưa đi bệnh viện. Thì bác sĩ nói là phải cắt thì cháu thì nó rát lắm, nó rát thế là nó không cho cắt. Thế là đến cứ hẹn ngày nọ ngày kia thì cháu không đi. Thế cái năm 2017 này con đi vào đây thì con mới đưa cháu đi vào cha đặt tay cầu nguyện. Nhưng bây giờ nè, hơn năm nay là cháu không phải uống viên thuốc nào mà cháu không phải phải đi khám bệnh, nhưng mà cháu khỏe ngon lành rồi. Ngày ngon nữa rồi. Hallelujah. Bà này bà nói hay thật, xúc động, ngon lành. Đây tôi thắc cho bà ngon lành, cái máy này cũng ngon lành lắm nha. Máy mới thì còn ngon lành lắm. 307 giản nó lòng Chúa thương xót. Đây tặng cho bà cái quạt giáo điểm tin mừng và mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để về loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa lành cho bà. Rồi mời con.